tai họa vây khắp mọi lúc. Con nhìn lên Chúa, ngượng vọng nơi Chúa, trông đợi giờ Chúa giải cứu thôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muốn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, ngôi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa săn lòng bán cho con người nơi nương náu lúc cần ngay. Ngài là Chúa quyền năng thay, danh Ngài là thật đúng như vậy. Thế giới cần Ngài ngay lúc này hơn bao giờ hết. Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Cho thế.